Hello, xin chào cả nhà. Thanh Hóa gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú đều được mạnh khỏe nha. Em Thanh Hóa này tiếp tục lên sóng một cái con máy chụp hình giống như cái gì bên nước ngoài á, chụp cái ra lấy liền á. Nhưng mà con này thì mình nghĩ chắc là dạng giống như là còn kỷ niệm trưng bày rồi thôi, chứ mình nghĩ là xài không được đâu. Tại quán nước, quán cà phê hay là nhà kỷ niệm, hay là mấy anh nào, cô chú nào mà đam mê giờ chụp hình á, làm kỷ niệm á. Con này là của USA ha. Đấy, cũng còn nặng lắm ha, ngoại hình nặng. Đấy, mình nghĩ là nó không có sửa chữa gì trong đây đâu. Nó ngoại hình gì đó. Trong đây nó có cái... sao ra à, nó có cái food này là tháo ra à. À, cô chú anh chị em nào mà khoái chụp hình hay nghiên cứu hay là trưng bày đó, liên hệ em ha. Này có con đắt này, co đắt vậy nè. Con này là gì không biết nữa. À, này chắc là cái cây á, cái cây để dựng. Còn này là gì? À, này chắc là chụp hình á. Rồi ha, ok nha. Ờ, quý khách ơi, thông cảm nha, đôi khi mình chiều mình mới rảnh, lặn bữa nay là hơi sớm. Vợ nay bán cơm mới, sớm lên sớm nha, chứ bình thường 11, 12 giờ mới đăng buôn bán được. Nên quý khách cũng thông cảm, nhiều khi không trả lời tin nhắn được nha. Rồi, quý khách nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay Chào Tốt giùm em ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, em này bán giá là 350.000 ha, ship vẫn chia đôi bình thường như mọi khi. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.